Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Admin Kha. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiến hành là bán cái chiếc Poco F5 Pro sau khoảng thời gian là 2 tháng sử dụng các bạn nhé. Như vậy là bây giờ nó vẫn còn bảo hành chính hãng lên tới là 15-16 tháng gì đó. Tại vì Poco F5 Pro ấy thì nó sẽ được bảo hành lên tới là 18 tháng. Đây đầu tiên là cái khoản mà cực kỳ yên tâm trước đã. Và cái thứ hai ấy, là mình sẽ gửi đến cho các bạn một mức giá cực kỳ tốt. Điện thoại hay.vn đã có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh. Mua Xiaomi, Realme giá tốt nhất, tặng bảo hành 12 tháng cả nguồn màn hình vân tay. Đến ngày điện thoại hay, địa chỉ 583 Lê Hồng Phong, phường 10, quận 10. Như cái chiếc máy này vào thời điểm mình mua nó rơi vào gần 12 triệu các bạn nhé, 11 triệu 8, 11 triệu 9 gì đó. Tức là cũng gọi là rẻ hơn khoảng 2 triệu so với lại mức giá niêm yết của hãng là rơi vào tầm khoảng 14 triệu thì phải, 13 triệu 990. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ bán cái chiếc máy này với mức giá chỉ tầm khoảng là 9 triệu thôi. 9 triệu cho một em máy mà có bộ nhớ RAM là 12GB, ROM là 256GB chứ không phải là 8256 đâu các bạn nhé. Đây là một điểm các bạn cần phải lưu ý, bộ nhớ nó sẽ là thoải mái, dư dả, đa nhiệm nó tốt hơn rất nhiều. Và mình thì cũng đã có tham khảo trên một số các cái group bây giờ ấy, thì với cái khoảng thời gian sử dụng từ 1 đến 2 tháng như thế này ấy, thì phiên bản mà 81256 nó đã là 9X rồi. Tức là nó bình thường là nó đã đắt như thế rồi. Đấy, còn đối với là phiên bản 12GB RAM, bộ nhớ trong 256GB như thế này, mình bán 9 triệu tròn, không có 9X gì cả. Thậm chí là nó còn rẻ hơn so với lại phiên bản 8GB RAM 256GB bộ nhớ trong mà nhiều người họ đang bán ở trên group. Đấy, đó là chiếc máy cũ đã qua sử dụng. Về cái khoảng thời gian bảo hành thì rất thoải mái với lại cái chiếc Poco F5 Pro này rồi. Hộp phụ kiện đi kèm là đầy đủ cả, không thiếu thứ gì. Hộp này mua về thì mình rất là giữ gìn. Tại vì mình quan niệm là mua những cái chiếc máy như thế này về chủ yếu là để trải nghiệm và mình sẽ gọi là thay đổi liên tục. Chỉ có cái chiếc iPhone 13 Pro của mình là mình đang dùng chính thôi. Chứ còn lại những cái chiếc máy Android thì đều là những cái chiếc máy trải nghiệm hết. Đó. Và khi mà mua sử dụng như thế thì chúng ta phải chấp nhận rằng là trong cái khoảng thời gian sử dụng nó giá nó sẽ tụt xuống, và khi mà muốn bán lại cho các bạn nhanh gọn lẹ để mà đổi sang một chiếc máy Android khác thì phải bán với lại một cái mức giá tốt hơn rồi. Bạn nào mà theo dõi kênh mình đã lâu thì chắc chắn là cũng không còn xa lạ với những cái dạng video như thế này. Mình thậm chí là mình sẽ tặng thêm cái ốp lưng như thế này nữa dành cho những bạn nào nhiệt tình. Mà thực ra thì bạn nào mua cái máy mình này cũng gọi là nhiệt tình hết cả, vì rõ ràng là mình cũng có giữ lại ốp lưng này để làm gì đâu. Có cái gì hay ho về cái chiếc Poco F5 Pro này thì cứ tặng cho các bạn luôn đó. Và với cái chiếc Poco F5 Pro mình đã có một khoảng thời gian trải nghiệm, mình cũng đã có làm video trên tay đánh giá chi tiết sau một tháng sử dụng rồi, thì mình thấy rằng là đây là một cái chiếc máy rất tốt các bạn nhé, cho ra một trải nghiệm hoàn toàn thật sự là xứng đáng với lại cái tầm tiền, đặc biệt là khi các bạn mua với mức giá 9 triệu mà đang bán ở đây. Về trải nghiệm dùng bét là nhẹ, không lo không nghĩ gì cả, trễ thông báo không có, lỗi định vị không có, dùng rất ổn định, rất là mượt mà luôn. Thiết kế con này thì mình thấy là nó là một cái dạng thiết kế trung tính đấy các bạn nhé. Đấy, thì con này là con K60 thôi mà, thì trong video so sánh mình đã nói rất rõ rồi, mặt lưng kính, nói chung là mọi thứ trên cái con này nó đều tốt cả. Viền cái thứ này kia là siêu mỏng, kích thước camera selfie cũng rất là bé. Sang đến cái phần màn hình thì em này có cái màn hình 2K 120Hz, kích thước thì cũng rất gọn, chỉ tầm khoảng là 6.6-6.7 inch thôi. Nên mặc dù nó có một cái kích thước màn hình lớn nhưng mà viền của nó siêu mỏng nên thành ra là khi cầm nó cực kỳ gọn luôn. Và hiệu suất thì Snapdragon 8 Plus Gen 1 nó rất là lành rồi. Các bạn sẽ thấy rằng là như hãng Nothing Phone 2 mình vừa điểm tin hôm trước ấy, thì trên cái chiếc máy đó nó sử dụng chip Snapdragon 8 Plus Gen 1 thay vì là 8 Gen 2. Vì cơ bản là đây là một con chip mà đã được khẳng định, đã được chứng minh rồi, đã được kiểm nghiệm, trải nghiệm thực tế rồi. Đó là cái hiệu suất của nó rất là ổn định và đảm bảo, nên thành ra ấy là mới quyết định lựa chọn như thế. Và rõ ràng là hiệu suất trên cái con Poco F5 Pro này thì phải gọi là bét tài là nhè, không có gì để chê cả. Các bạn mua về các bạn làm những cái tác vụ nặng nhất hoàn toàn rất là thoải mái và xứng đáng là cái tầm tiền chỉ khoảng là 9 triệu như thế này, chưa đến 10 triệu cho con 8 Plus Gen 1. Và mình cũng xin nhắc lại một lần nữa, đó chính là phiên bản bộ nhớ RAM cũng như ROM, cái chiếc máy mà đang bán đây nó sẽ là 12GB RAM và 256GB bộ nhớ trong nhé. Đấy, cực kỳ là thoải mái luôn, option cao nhất của cái chiếc Poco F5 Pro với mức giá chỉ tầm khoảng 9 triệu thôi. Camera cái thứ này kia của con này thì mình cũng đã có làm video so sánh với lại Realme GT Neo 5 rồi. Đó là cái phiên bản bản nội địa Redmi K60 đấy. Thì cái về chất lượng ảnh tổng thể của nó không phải là tệ, mà chỉ điều là cái phần mềm của nó tệ thôi. Thật sự chất lượng phần cứng của nó rất ok. Nếu như mà bạn nào mà có thể sử dụng phần mềm bên thứ ba, có thể tinh chỉnh set thông số chi tiết,
hoặc là có thể là nói chung là ở thời điểm hiện tại mình vẫn chưa tìm ra cái phiên bản Google Camera phù hợp với lại cái chiếc máy này. Dùng thì cũng được nhưng mà thấy cái sự khác biệt nó không quá là nhiều, nó chưa kiểu hỗ trợ trực tiếp ấy các bạn à. Nên là chạy thì chạy được nhưng mà chất lượng ảnh cho ra chưa ngon thôi. Hy vọng là trong thời gian sắp tới nữa, với cái cộng đồng người dùng hỗ trợ đông đảo như thế này, thì sẽ có một cái phiên bản chính thức Google Camera dành cho cái chiếc máy Poco F5 Pro này. Lúc đó là chụp khỏi phải bàn luôn các bạn nhé. Pin cái thứ này kia thì nó sẽ khác so với lại Redmi K60 một tí, là thay vì dung lượng là 5.500 nó chỉ còn khoảng là 5.160 mAh thôi. Nhưng nhiều đây thì nó cũng là một cái dung lượng rất là trâu bò rồi. Thật sự là dùng pin cuốn này thì nó thoải mái, nó không có cái gì để mà lăng tăng, không có gì để mà ấy nấy cả. Thật sự là dùng rất là sướng luôn. Kèm với đó là nó sẽ có sạc là 67W. Đấy, sạc không dây cũng là 30W. Thông số của em này rất khủng, lo kép to, nghe rõ ràng. Và một điểm các bạn lưu ý nhé, thu âm của con này tốt hơn so với lại Realme GT Neo 5. Lọc tập âm, chất âm ấm, rõ ràng, sắc nét. Đấy, thì về cái khoản này mình đánh giá cao. Cuối cùng thì Xiaomi cũng đã đầu tư tập trung về cái khoản macro. Thu âm của con này nếu như các bạn mua về các bạn gọi là quay video vlog này kia, ok, biết tiền là nhẹ luôn. Mình sẽ kèm một cái đường link bên dưới, mình quay hoàn toàn 100% bằng cái chiếc Redmi K60 từ macro đến là chất lượng video. Đó là cái video mà mình review trải nghiệm phiên bản iOS 17 beta trên kênh Dương Dê đấy. Toàn bộ là đều được quay bằng cái chiếc Poco F5 Pro. Ban đầu ấy là mình có sử dụng cái chiếc MacBook để mà thu âm. Nhưng mà sau khi gửi cho anh dựng video ấy thì anh bảo rằng là không cần. Redmi K60 Poco F5 Pro nó đã thu âm rất tốt rồi. Nên là để cái file góc như thế luôn, đấy, sụt góc như thế luôn, không cần phải cắt ghép link âm thanh lại làm gì cả. Đấy, thì rõ ràng là em Poco F5 Pro này nó là số 1 rồi. Vậy còn các bạn nghĩ sao về cái chiếc Poco F5 Pro này thì xin hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận video nhé. Điểm chê duy nhất là mình không thích về cái phần giao diện Poco quá lỗi thời, không cập nhật gì thôi. Mà chúng ta vẫn có thể khắc phục bằng cách cài một cái giao diện chủ đề mới. Còn lại mọi thứ thì em này nó gọi là đáng đến từng đồng.